Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trong bộ ảnh cưới Full HD của Khánh Thy Phan Hiển tại Pháp. Sau khi tổ chức lễ gia tiên, Khánh Thy Phan Hiển tiếp tục phát đường cho người hâm mộ bằng bộ ảnh cưới được chụp tại Pháp. 13 năm bên nhau đến nay mới có nhân phận chính thức. Cả hai quyết tâm cùng nhau làm những điều đặc biệt trước thềm hôn lễ bộ ảnh cưới ngay dưới chân tháp Eiffel được xem là độc đáo và để lại cho nhân vật chính nhiều cảm xúc đặc biệt. Khánh Thy xinh đẹp và ngọt ngào trong chiếc váy cưới trắng. bộ ảnh cưới tại Pháp mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho Khánh Thy phan hiển. Khánh Thy chọn chiếc đầm trắng có thiết kế quyến rũ, phần cúp ngực và xẻ tà khoe trọn đường cong cơ thể do nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư thực hiện. cả hai có mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua nên sự kiện trọng đại thế này họ luôn đồng hành bên nhau trong khi đó phan hiển đầy lịch lãm với sơ mi trắng cùng ghiêu lê diện quần tây tông xám cực trẻ trung khánh thi và phan hiển được ví như công chúa đã thực sự tìm được chàng hoàng tử của đời mình cả hai cũng thể hiện vô số cử chỉ hạnh phúc âu yếm nhau từng khoảnh khắc dù nhỏ nhất cũng nói lên tình yêu của họ pháp là nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp của cả hai khi chụp ảnh cưới cả hai chụp ảnh cưới như đang nhảy múa nhiếp ảnh gia bắt trọn khoảnh khắc tình tứ của khánh thi phan hiển khánh thi cho biết Pháp là nơi gắn liền với thời thanh xuân của cô, tươi đẹp nhưng cũng nhiều vất vả. Nữ kiện tướng Dan Sport kể từng làm việc ở Pháp vất vả, lầm lũi kiếm tiền để đi học nhảy. Cô từng không muốn quay lại Pháp, nhưng Phan Hiển là người thuyết phục cô, khẳng định đây cũng là một nơi đẹp đẽ tạo nên Khánh Thi hiện tại. Tôi cũng nói với Hiển, tôi muốn thực hiện lại tình ảnh người nghệ sĩ ước mơ có được tình yêu hạnh phúc. Nghệ sĩ nào cũng muốn điều đó. Tôi rất thích tháp Eiffel. Ngày xưa cứ đứng ở xa, khi đứng ở chân tháp nhìn tháp rất to. Tôi cứ ước ao được một ai đó chụp hình tôi với tháp Eiffel. Mỗi lần tôi quay lại Pháp, tôi lại khóc. Thời điểm tôi ở đó không được như bây giờ, nên tôi rất muốn được làm công chúa. Không muốn làm một sinh viên nghèo làm lụng vất vả. Mỗi lần kể lại là lại ứa nước mắt, Khánh Thi tâm sự. Pháp từng là nơi chứa nhiều kỷ niệm đối với Khánh Thy. Phan Hiển đã cùng cô kiên nhẫn chụp hình dù đó không phải tính cách của anh. Với Phan Hiển, bộ ảnh cưới ở Pháp cũng mang những dấu ấn riêng, anh bọc bạch. Pháp là một trong những đất nước đẹp, lãng mạn nhưng toàn chuyện đau buồn đối với cô ấy. Tôi mới nói hãy để tôi là người đem lại những ký ức tốt đẹp nhất đối với cô ấy ở đất nước lãng mạn này, nên tôi quyết định đưa Khánh Thy trở lại Pháp để chụp bộ hình cưới. Tôi không thể hình dung được khi cô ấy mặc bộ váy cưới, đứng giữa thủ đô Paris rất đẹp vì cô ấy cũng mang một chút nét đẹp của châu Âu. Cô ấy đẹp đến không có từ ngữ nào diễn tả được. Phan Hiển mê mẩn vẻ đẹp của Khánh Thi. Cặp đôi như tái hiện hình ảnh công chúa và hoàng tử. Phan Hiển dành tình yêu trọn vẹn cho Khánh Thi. Phan Hiển cho rằng Khánh Thi là người đã hy sinh nhiều trong cuộc tình này. Cô đã chờ đợi 13 năm để có một danh phận chính thức. Suốt khoảng thời gian qua, cô luôn làm tốt vai trò của người mẹ, người vợ. Phan Hiển chia sẻ, đối với tôi trong mối quan hệ này, Khánh Thi là người hy sinh tất cả tất cả những việc cô ấy làm đầu tiên là hướng về tôi làm sao giúp cho tôi tốt nhất có thể tiếp theo là hai đứa bé sự hy sinh của tôi ít hơn cô ấy rất nhiều chỉ đáp ứng được những yêu cầu nhỏ đến từ cô ấy Tính cách từ đầu của tôi ham chơi, đôi khi không quan tâm, chỉ nghĩ cho mình. Tôi phải hy sinh những sở thích riêng của mình để hòa hợp với cô ấy. Khánh Thi cuối cùng đã có được hạnh phúc trọn vẹn. Khánh Thi và Phan Hiển sẽ tổ chức lễ cưới tại nhà thờ và có buổi tiệc với bạn bè tại nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Người hâm mộ mong đợi khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau vào lễ đường. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.